Chào các bạn nhé. Đây là chiếc ổ nắp Liwa 5KVA dài 90. Nhưng mà mình có tháo ra thì do quy mình điện nó rất là yếu nên nó không kéo được điều hòa. Nên khách đang tới để cho mình sửa ấy. Thì mình có tháo ra mình nhìn ấy, thì cái bo này đã bị thợ lăng của Hảo My này. Cái bo rất là rẻ. Và cái áp đằng trước nữa cũng đã thay. Như vậy là mất hết chế độ chạy của nó luôn các bạn ạ. Với cái lỗi ấy, thì khi mình nhận thì cái chổi quét nằm vị trí này mọi người này, thì cái chổi quét vị trí này, còn cái vị trí này mà nó có chích dây ra đây trên này thì đã là 220 ra nhá. Thì từ vị trí này lên vị trí trên kia, từ vị trí này lên vị trí trên kia ấy, thì là cái biến áp, cái ổ nắp này nó là biến áp hạ áp, tức là vào cao nhất là 250V ấy. Từ vị trí này mà đi xuống dưới đến tận kia là biến áp nó là tăng áp. Thì để ở vị trí này ấy, thì hà mình ghim 220 thì 220 nó ở đoạn từ đây đến kia ấy, thì nó tăng áp thêm, thì mình đoán điện áp đầu ra nó sẽ cao hơn một chút nhá mọi người nha. Nó đang chết vị trí này, nhưng có điều ấy, khi mình ghim điện ấy, thì nó lại còn tăng lên cao nữa. Đây này mọi người để ý nhá, mình đo điện áp đầu ra và mình bật áp cho chúng ta tham khảo này. Cái motor này chạy theo chiều tăng áp luôn lên thêm, kinh khủng cực kỳ luôn. Mình ghim này và mình bật nhá, chúng ta để ý đồng hồ này. Đấy, nó tăng lên. Ồ, nó chỉ lên đến đây rồi nó dừng. Nó vẫn đang tăng kìa các bạn kìa. Vẫn đang muốn quay cao lên đấy. Ồ, tại sao nó lại... À, mình đang cắm qua bóng đèn. Nên cái bóng đèn của nó bị sụt áp một chút mọi người ạ. Nên nó chỉ được thế thôi. Nếu mà cắm trực tiếp nhá, chúng ta sẽ... Mình sẽ quay cái lại này này. Nó có xuống tăng đèn áp cao lên các bạn ạ. Đây, cắm trực tiếp nhá, chúng ta sẽ thấy điện áp nó ra, nó sẽ vọt lên rất là cao, rất là nguy hiểm luôn. Mình bật lại này. Ở đấy, nó lại lên ok ở 230 các bạn ạ. Đấy, tắt thì nó lại vọt nè, tăng điện áp lên. Rất là buồn cười luôn. Tắt này. Tắt lại hồi về như này, nhưng mình chả biết là thợ điện cơ quay cấp có chuẩn chưa. Nhưng mà điện áp như này thì chết toi nhá các bạn nhá. Đang cắm 220 ra được cao hơn một chút. Và khi khi mất điện ấy, thì nó lại hồi có xu hướng lại hồi quay về. Hồi quay về thì con dây, số con dây nhỏ hơn thì lại tăng điện áp lên nhá. Khả năng là thợ trước họ đã còn đấu sai chiều mọi người ạ. Khá là nguy hiểm nhá. Bây giờ mình thử phục hồi lại xem có được không. Cái bo Hảo My này mình sẽ tháo cho chúng ta tham khảo tại sao mà chất lượng nó lại, nó là bo này hình như nó chỉ rơi vào tầm khoảng 90 nghìn hay sao cái bo Hảo My này, này. Và nó không ổn lắm. Mình thì mình toàn thích sửa zin thôi. Con này nhìn như này mình không muốn sửa đâu, nhưng mà thôi cứ sửa cho khách, bởi vì khách dùng ổ nắp mà không có cái này thì không 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 thể chạy được các bạn ạ. Điện của mình quê mình nó yếu lắm. Mình tháo cái bo này ra để mình xem tại sao nó lại như vậy nhá. Đây là cái bo đa năng Hảo My nhá. Mình có thấy để ý con chan to nó lổ tung rồi này, không rõ tại sao nó lổ. Nó lổ lứt lưng này. Chưa rõ là con ấy nó ở phía đường nào. Thì nó cái cách đấu của nó thì khá là đơn giản, chúng ta sẽ để ý này. Nó có dây AC vào nhé, đó chính là nguồn là chúng ta sẽ trích cái nguồn là khi chúng ta lắp ấy, thì chúng ta chỉnh cái chổi quét ở vị trí đúng là cuộn dây 220 này, ở 220 cái chỗ này này các bạn này, đó để cho điện đầu ra mà chúng ta sẽ lấy được đúng là 18V. Tóm lại chúng ta sẽ cấp một cái điện áp dương AC 18V vào đây cho nó. Còn hai cái dây xanh xanh này chẳng qua là khách đưa lên cho cái đèn báo đằng trước thôi, đèn đỏ đằng trước thôi nhá. Sau đó là có một đoạn dây motor ra nữa thôi, dây motor ra, thế là xong mọi người ạ. Và khi bật lên thì kiểu gì nó cũng không chuẩn, nó sẽ chạy nó sẽ không chuẩn, thì chúng ta sẽ vặn cái VR này để làm sao ra điện áp nó chuẩn. Thì mình cũng nói qua về cho mọi người về cái mạch này một chút. Ở đây là chắc là thợ trước họ đã lắp thêm hai con tụ này để hồi về cho nhiều, là như thực ra cái bo Hảo My này chắc là chỉ có một con tụ ấy thôi, con tụ vàng tụ xanh này thôi, hai con này là chắc là thợ lắp thêm. Thì nguồn AC vào nó chỉnh lưu thành nguồn DC 18V thì sẽ được khoảng 22 hoặc 24V DC ấy. Nó đi qua cái mạch ổ nắp tuyến tính này, tip 41 này. Điện trở phân áp và DZ để ghi một cực B ấy, thì nó sẽ hạ ra một cái nguồn 12V để cấp cho cầu H. Thì do nó tiết kiệm, cầu H nó chỉ dùng A1013C2383 thôi. Đây 3 4 con này này, nó chính là cầu H để điều khiển motor đấy mọi người ạ. Và cái mạch này thì nó chạy một con IC so sánh là con là M324, cũng chẳng sao cả, nhiều mạch nó thế. Để nó sẽ nhận diện cái điện, ở đây có mấy con diode này, nó sẽ chỉnh lưu, nó sẽ nhận diện cái điện áp đầu vào ấy. Ví dụ như điện áp đầu ra mà cao thì tương đương với AC 18V đấy cao, ví dụ như đầu ra là 230
thì cái AC này lên tận 19V thì nó sẽ, con M339 nó biết được, nó sẽ xuất lệnh ra cho cầu H để chạy motor theo chiều là quay hai một quay chổi quét đấy, để cho cái số vòng dây của nó tăng lên, để đến năm 200 A nó giảm xuống chỉ còn 220 thì tương đương với cái AC này 18V xuống còn 18V đấy, nó tham chiếu ở cái chuẩn như thế mọi người ạ. Và ngược lại mỗi thế thôi, nó rất là đơn giản như thế thôi. Linh kiện chỉ có vài con thôi mọi người ạ, vì con này thì nó lại chạy được cả hai chiều nên cầu H chắc là vẫn ok, tất cả mọi thứ ok, nhưng mà mình chưa rõ con nổ này có tác dụng gì. Con C1815 này này, bây giờ mình sẽ kiểm tra và mình sẽ làm và chia sẻ cho mọi người cái lỗi thật thật của nó nhá. Mình cũng sửa cái bo đa lăng này luôn. Hảo My mình mới thay 4 con cầu H là A1013 C2383 bằng 4 con là B772 D882 cho chịu dòng nó tốt hơn, bởi vì mình có đo một số con nó lão hóa các bạn nhá, và mình cho ít dầu nhớt vào, mình chỉnh đi chỉnh lại cái con VR103 10K này để chỉnh cái áp đầu ra, và mình sẽ nói cho mọi người con nổ này nó sẽ gây ra tác dụng gì nhá. Cái bo Hảo My này đúng là cái bo rẻ tiền mình đã thay, và bây giờ mình sẽ ghi điện cho chúng ta tham khảo nhá. Mình giảm nó xuống cho chúng ta vừa nhìn được cái hiện tại cái chổi quét mình đây, để cho lại tận lên trên này cũng được. Ồ, không quay nữa. Ok này nhá, mình cứ ghim điện này, chúng ta sẽ thấy này. Nó chạy ra như này, nó ở vị trí 220 nó ok nhá, mình vừa chỉnh ở 220 mà, nhưng mình tắt này, chúng ta để ý mình tắt nhá. Cái quan trọng mình tắt này. Nó lại hồi về các bạn nhá. Thì lý do hồi về nó là như thế này đây. À quên, nó lại tăng điện, quay theo kiểu tăng điện áp đi lên mọi người nhá. Tăng điện áp này lên, mỗi lần tắt lại tăng điện áp lên. Thì lý do tại sao nhá, thì mình sẽ giải thích cho mọi người, đó chính là liên quan đến con chan to bị lỗ đấy. Cái thằng Hảo My này là nó không thiết kế có mạch hồi về. Đáng lẽ là khi những cái bình thường khi chúng ta ở vị trí này ấy, và chúng ta tắt cái này, nó sẽ có xu hướng là nó quay cái chổi quét này về vị trí cuộn dây ở 250V để an toàn. Nhưng do thằng Hảo My này thiết kế là nó không có mạch hồi về, và cái con chan này là dập xóa bỏ hết điện áp tích mọi người nhá. Đây mình sẽ lo cho chúng ta tham khảo này. Đó, hôm nay mình động được đến cái bo đa năng Hảo My này. Lắp thì dễ đấy, nhưng mà nó có nhiều cái nhược điểm mà chúng ta không nên dùng, và mình cũng chẳng dùng bao giờ luôn mọi người ạ. À, mình toàn sửa zin thôi. Thì điện áp AC 18V vào này được chỉnh lưu gộp bằng hai con diode này nhá. Ta sẽ có tụ lọc này, tụ lọc không lắp này, tụ lọc lắp này. Ta sẽ có tụ lọc ở đây, ta sẽ thu được khoảng 22 cho đến 24V đấy. Thì cái điện áp dương nó đi vào chân C của con chan to típ 41 này. Thì chân B nó ghi một cái điện áp là con DZ 12V ấy, thì nó sẽ mở từ C sang E. Chân E ta sẽ thu được điện áp này chỉ là khoảng 12V thôi. Thì cái 12V này nó tới cầu H này để cấp cho motor nhá. Và đặc biệt là motor này không phải lắp nhầm chiều đâu nhá, mà bản thân là do cái mạch hồi mạch mạch xả điện nó bị lỗi. Tiếp theo này, để cấp nguồn cho mình vừa nói cho mọi người về cái đường nguồn cho cầu H rồi, để cấp cho motor rồi ấy, thì nó phải có cái đường nguồn cho con L33324 này nữa, và cái đường lấy mẫu điện áp nữa mọi người nhá. Thì đây mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo này. Cái xung dương bên này được chỉnh lưu qua con đốt này, có diode này này, lọc với một con tụ này, con tụ hóa này nhá. Sau đó nó đi qua con điện trở này, rồi nó đi vào đây, nó được ghi map đi qua con điện trở ấy, và được ghi map bởi con DZ này. Con DZ này tóm lại nó sẽ ghim đi qua điện trở này, mình chưa rõ là nó ghim con nào. Ở đây ghim con này, con nào nhỉ, mình chưa nhìn được, để mình nhìn qua đã, mình chưa nhìn được con nào ghim cho nó, chúng ta nhìn cho chúng. Nó ghim nối tiếp qua hai con DZ các bạn ạ. Điện áp dương đây nhá, cũng là khoảng 22-24V đấy. Tí mình đo cho mọi người, nó đi qua con điện trở hạn này. Điện trở hạn này nhá. 680 ohm. Sau đó là điện áp dương đây nó được ghim bởi con DZ này. Mọi người này, tiếp tục ấy, đến đây nó lại ở đây nó ghim một con DZ, nó đi ghim ở đây nhá, rồi tiếp tục ở đây nó lại ghim một con DZ này nữa, nó nối tiếp nhau. Và đặc biệt là cái vị trí ở giữa này này, nó đồng một nửa ấy, nó sẽ đưa vào một trấn in của cổng khuếch đại thuật toán, nó lợi dụng như thế mọi người nhá. Tức là nó lấy một nửa điện áp ấy. Tóm lại điện áp dương đây được ghim nối tiếp qua con DZ này là một, và con DZ này là hai, để về mát này. Đấy, âm một tụ này mọi người nhá. Và cái đường lấy mẫu điện áp đây. Cái đường lấy mẫu điện áp nó cũng lấy trên cái đường GAC, nó là cái đường cấp nguồn luôn. Ở đây này, nên con tụ này nó sẽ tạo độ trễ mất một thời gian đấy. Nó sẽ đi qua một con điện trở 20K này, đi tới đây.
Rồi tiếp theo đi qua một con điện trở nữa bên trong này, lọc bởi một con tụ rất chi số nhỏ đi tới VR đây, VR chỉnh này này, chúng ta chỉnh sẽ thay đổi cái đèn áp cấp vào cái chân in của cầu quét thuật toán đấy, đó cái mạch nó như thế mọi người nhá. Và đây mình nói đến đâu mình đo đấy cho chúng ta hiểu một chút. Để kiểu nó không bóng cho mọi người nhìn được cái đồng hồ. Đó, để như thế nhá. Mình ghim điện này. Mình bật áp này. Nó vẫn có điện áp giao ok đấy. Thì đây mình sẽ đo mát ở đây nhá. Mát toàn mạch ở chỗ này cũng được nhá. Thì cái chỉnh lưu qua hai con diode này ta sẽ thu được 23 24 V đấy. Nó đi chân B ghi một cái điện áp này. Đấy, khoảng 1DZ 12 V ấy, thì đầu ra ta sẽ thu được khoảng 12 V đấy, nhưng mà do nó có một con điện trở gánh tải nên nó khi chạy nó sẽ tụt xuống các bạn nhá, nhưng không quan tâm. Và tiếp theo cái xung dương ở đây này, được chỉnh lưu con diode này, lọc con tụ này thì đây ta cũng thu được 2 mấy V đấy. Nó sẽ đi qua con điện trở mình bảo này. Đi qua con điện trở đây được ghi bởi lối tiếp hai con diode đấy. Ta sẽ thu được khoảng 10 V, chắc mỗi con là 5 V. Mọi người nhá. Thì cái 5 V ở giữa này này, nó vào chân in của cổng thuật toán đấy mọi người nhá. Đó chính là cái đường của nó nhá. Và cái mạch này mình nhìn thì nó không hồi về đấy, mình vừa tắt phát nó lại tăng cái điện áp lên do con chan nó lổ nó gây ra đấy nhá mọi người nhá. Do con chan bị lổ ấy. Nó gây ra cái van này đấy. Thì tại sao con chan bị lổ nó gây ra cái van này đây, mình sẽ nói cho chúng ta tham khảo này. Cái mạch này thiết kế nó không có mạch hồi về gì cả. Khi chúng ta tắt điện cái ấy, thì cái năng lượng còn tích trên ba con tụ này nó phải được xả hết để cho cái cầu H không được cấp điện, để cho nó không quay motor theo chiều tăng điện áp lên. Bởi vì khi mất điện ấy, thì con tụ này sẽ bị mất điện đúng không? Bị giảm điện áp. Thì tất nhiên cái điện áp phân áp về cho VR này mất, con IC này sẽ nhận lầm là điện áp ra đang thấp, do đó nó sẽ quay motor theo chiều hướng tăng điện áp lên đấy mọi người ạ. Và để mà không tăng được điện áp ấy, thì cái anh Hảo My này anh thiết kế là cái điện áp cấp cho cái cầu H này này nó phải được xả hết. Khi tắt điện cái nó phải xả được hết điện để không bị hồi về như thế. Thì đây nhá, mình sẽ cho chúng ta tham khảo này. Chúng ta sẽ để ý là đây là âm này, đây là dương này. Dương đây nhá, chúng ta sẽ thấy là dương này. Nó đi tới chân C của con chan to này. Mọi người nhá. Âm nó đây. Âm nó đây này. Thì khi con chan to khi mất điện ấy, thì con chan nó sẽ mở thông con C1815 rồi rất là kinh khủng. Chắc là cái mạch này nó thiết kế là nó không có tụ ở đâu đây anh lắp thêm đấy, thì là năng lượng nó tích càng nhiều mà, thì chả biết con này nó có chết chưa. Thì tóm lại khi chúng ta tắt áp hoặc mất điện thì là con này sẽ mở xe để làm chập cực của con tụ, các con tụ, để xả hết, mất hết năng lượng tích trên con tụ này, thì dẫn tới cầu H mất, không có điện áp nữa. Thì do vẫn còn điện tích cho ICLM3324 này, rồi là cái mạch nhận biết điện áp nó nghĩ là điện áp đang ra bị thấp ấy, thì nó lao luôn xuất con là cổng quét thuật toán con là M324 nó luôn xuất ra cầu H để cầu H quay motor theo chiều tăng đấy mọi người nhé. Nhưng vì nó đang lổ con chan to này này nên nó không xả hết được điện, vẫn tích trên ba con tụ này, do đó nó cứ quay đấy các bạn ạ. Nên con này khả năng nó không thế thiết kế như này, mình sẽ tháo bỏ bớt tụ đi, không cần tụ nữa, bởi vì nó còn làm gì có mạch hồi về đâu. Nhiều mạch như ly hoa hoặc nhiều một số mạch khác ấy, thì những con tụ này tích điện ở chế độ hồi về ấy, chúng ta lắp càng nhắc càng nhiều càng tốt. Nhưng riêng cái mạch này thì lắp càng nhiều thì càng bị hồi mạnh về đấy mọi người ạ. À, hồi nhiều về tăng điện áp rất là nguy hiểm luôn, nó lại ngược đời như thế đấy. Thế đây nhá, mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo để nó ngắt như nào nhá. Khi chúng ta bật có điện ấy, thì tương đương với cái ở đây có điện này, thì điện áp xung dương này được chỉnh lưu qua diode này, đây là con diode nhá, từ A sang K này, được phân áp qua một con điện trở lọc bởi con tụ này, nó vẫn là mát toàn mạch nhá. Thì ở đây ta sẽ có điện áp dương nhá mọi người nhá. Cái điện áp dương này ấy, nó sẽ đi được phân áp về mát này bởi con điện trở này, và phân áp sang cực B của con chan bị lổ này này, thì dẫn tới là điện áp cực, khi điện áp này cực B này có điện áp thì con này sẽ mở thông từ C đi sang E. Thì khi chúng ta sẽ thấy nó mở từ C sang E, mà con bị lỗ lưng này này, nó mở từ C sang E thì chúng ta sẽ thấy là cái cực B của con chan này là bị dập mát. Cực B này nó vào đây mà, nó sẽ nối sang đây thì nó sẽ dập mát, thì coi như là con này sẽ khóa mạch hoạt động bình thường, không xả tụ đó các bạn nhé.
Thì khi mà chúng ta tắt thì coi như là cái điện áp ở đây không có các bạn nhé, do cái này nó mất ở đây mất mà, thì tương đương ở đây mất, đây mất, nhưng trong trong tức thời đấy, bọn tụ này vẫn còn điện để cấp cho cầu hát. Bọn tụ vẫn tích điện để cấp cho LM324, nhận lầm là đang điện áp đang ra rất thấp, bởi vì là nó mất thì coi như điện áp thấp mà mọi người, nên nó phải nằm xả được cái này. Thì khi ở đây mất này, điện áp ở đây mất ấy, thì cực B của con này mất điện áp thì con này sẽ khóa lại mọi người nhá, con này khóa thì cái cực B của con này nó không được lối mát nữa, mà nó sẽ được cái điện áp dương này này, đấy cái điện áp dương này này, nó được phân áp qua con điện trở này đi vào để nó làm mở thông xe, để xả hết tụ để cầu hát không có điện áp, để cho con LM324 có đang nhận lầm để xuất áp theo chiều quay motor giảm số vòng dây, thì nhưng mà cầu hát không có điện nữa thì nó không chạy. Nhưng do con này nó đang bị nổ này, nên nó chả xả được hết, chả xả được tụ, nên nó có tắt cái này nó cứ hồi được một đoạn dài đấy các bạn ạ. Đây mình cho mọi người xem một phát già hồi về nữa để mình bắt đầu mình xử lý nó nhá. Nó chạy ok nhá. Mình tắt này, đáng tắt đáng nhẽ là con này, cái hảo mi này tắt là motor làm đâu làm đấy các bạn nhé, mình tắt này. Ôi, hồi về được thêm một ít, không phải là hồi về mà tăng tăng giảm số vòng dây đi, khi cấp điện cái là điện áp lại vọt lên cao kinh khủng, quá là buồn cười luôn. Thôi để mình xử lý lốt cái con kia và tháo bớt tụ, tụ coi như là vô tác dụng. Đây thay luôn con, cái con không nổ là cái con chỗ này này, là nó đứt luôn một lối xe nhá mọi người nhá. Và con C1815 mình thay một con khác này, và con này thì mình lấy con C2383 vừa tháo ra cầu hát ra tận dụng nó luôn cho dòng nó chịu tốt hơn và tháo bỏ bớt tụ. Như vậy là chúng ta hiểu mạch, chúng ta sẽ thấy là đôi khi lắp tụ là phản tác dụng nhá, là nguy hiểm cho mạch đấy các bạn ạ. Thế nó mới buồn cười đấy, cái mạch thiết kế này là đầu tiên mình thấy cái kiểu thiết kế kiểu này của anh Hảo My. Mình đứt cái này các bạn, mình sẽ nối lại. Như vậy là sửa cái bo này, con này nó bị lão hóa cầu hát nên nó chạy không chuẩn mọi người ạ. Bên này do con VR nó lỗi, như vậy là sửa cái bo này lực lãi được hai con tụ của cái thợ trước. Đây mình sẽ cho chúng ta tham khảo khi nó mình đã lắp vào nhá, và nó sẽ chạy như này nhá. Thực ra nó vẫn giật một ít đấy, chứ nó chưa xả được hết hẳn ngay đâu. Đây này nó đang mình tắt này, mình tắt nhá. Đấy nó bị rích một tí các bạn ạ, nhưng mà như thế còn ok. Để mình sẽ thử vần cái này về xem nó có tăng được lên không. Mình đang cắm 220 mà. Đó, bây giờ mình sẽ thử nhá. Đấy, nó quá kéo ok mà các bạn. Nhưng mà điện áp như này ra thấp hơn vừa nãy. Chỉnh VR hơn một chút. Nói chung là cái tham chiếu của cái thằng này nó cũng không chuẩn nữa mà. Đấy đây nhá, mình chỉnh VR đấy các bạn đấy nhá. Chỉnh tăng giảm điện áp đấy. Đấy. Tắt này, nó tăng lên một chút chút thôi, coi như nó xả không kịp mà nó vẫn còn một chút chút các bạn ạ. Thôi cái video này kết thúc ở đây nhá. Qua video mọi người này có hiểu thêm được cái bo Hảo My đi, chứ thực sự là cái ổn áp này mình sửa quá nhiều rồi, do thợ điện cơ hoặc thợ trước họ đã chế cái bo này nên nó không còn chuẩn của nó nữa rồi. Chào tất cả các bạn nhá.